Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog Official. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video đi sinh tồn ngoài đồng. Những video trước thì mình đã làm rất là nhiều đi lên núi sinh tồn, và hôm nay mình sẽ đi ra ngoài đồng sinh tồn để xem có cái gì thú vị không nha mọi người. Thì trước tiên để sinh tồn, mình sẽ làm một cái túp liều để trú mưa. Thường thường ở đây thì chiều trời mưa rất là lớn luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi làm điều chạy nha. Rồi test. Làm xong cái chài rồi, bây giờ mình sẽ đi bắt cháu cháu để nướng thịt em nha mọi người. Đấy. Rồi, mình làm xong cái liều nha các bạn. Mình sẽ sửa một xíu cho nó tốt, vì chiều nay mưa rất là lớn. Hai dặm chưa thôi. Mình đi bắt cho cháu nha các bạn. Ở ngoài đồng bắt nhiều cho cháu này. Ở thành phố thì chắc mấy bạn không biết con này là con gì rồi. Con này là con cho cháu. Xin chào anh em, bây giờ mình đã bắt được nhiều cào cào nha. Đây, bây giờ mình sẽ đi nướng, mình sẽ lên chài của mình nướng nha. Bây giờ mình sẽ chiên con cào cào nha các bạn. Đây, các bạn xem cào cào đây. Mình sẽ dùng chiên cái này để xem thử mình ăn cào cào có ngon không. Con này thì rất là nhanh chín này. Bây giờ mình sẽ đổ dầu nha các bạn. Rồi.
Con này rất là nhiều vuông nha các bạn. Nào ăn vuông bụi trích. Mình sẽ chiên khô nó nha. Cái này là chiên khi nào mà nó vàng hết thì mới chín, còn không ăn sống nha các bạn. Rồi sắp chín rồi nha các bạn. Lần đầu tiên mình ăn con cào cào nha. Ăn thử nó có vị như thế nào, có ngon không. Mình đã chiên xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Hồi còn nhỏ thì mình cũng đã từng ăn rồi, nhưng mà lớn mình không dám ăn, tại vì trong con cho cháu thì trong bụng nó có vuông nha các bạn. Bạn nào không ăn thì không nên thử nha. Trong bụng nó có vuông. Bây giờ mình sẽ ăn thử một con nha. Mùi giống mùi con tôm. Giòn giòn nha. Cũng ngon. Đấy, các bạn xem nè. Mình bắt trong ngày hôm nay nha. Để xem trong bụng có vuông không. Nếu mà bạn nào muốn thưởng thức con châu chấu có ngon không thì cứ đi ra đồng rồi. Nếu mà bạn nào hỏi con châu chấu có ăn được không thì mình xin nói là ăn được nha. Các bạn cứ bác ăn thử đi. Ở vùng quê thì nếu mà bạn đang xem video thì chắc các bạn biết con này ăn được. Còn nếu mà bạn nào ở thành phố thì cứ ra đồng bác là sẽ có rồi. Có một ít hết mắt. Ngon quá bạn ơi. Xin chào anh em. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây để mà sửa lại cái lều trại của mình, tại vì chiều nay mưa rất là lớn. Tối nay mình sẽ ngủ ở đây để làm clip. Cho nên mình cần phải sửa chỉnh chu lại chỗ ngủ và để cho trú mưa. Nếu các bạn thấy video hay thì chia sẻ và comment video của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Hy vọng các bạn sẽ theo dõi mình để tối nay mình tiếp tục làm video nha các bạn. Tạm biệt nha.